Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ tiếp ông Joe Biden vào ngày 15 tháng 6, nguy cơ bị lợi dụng. Theo nguồn tin từ Điện Tông Tòa Vatican, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Francisco và ông Joe Biden có thể sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6. Biden có thể sẽ đến Roma để triệu yết Đức Thánh Cha Francisco trước khi bay tới Geneva để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 6. Mặc dù cuộc gặp gỡ này chưa được xác nhận, nhưng một nguồn tin khác từ Bộ Quan hệ với các dân nước của Vatican nói rằng một cuộc gặp gỡ như thế có khả năng xảy ra. Biden dự kiến có mặt ở Âu Châu để dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Brussels vào ngày 14 tháng 6. Theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc hôm 3 tháng 6, ông Joe Biden dự kiến tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên minh Âu Châu vào ngày 15 tháng 6 và sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Mỹ. Nếu được xác nhận, chuyến thăm này sẽ diễn ra trong bối cảnh Biden vẫn chưa bổ nhiệm tân đại sứ tại Tòa Thánh. Bên cạnh đó, trong một cử chỉ đầy thức thách, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã thông báo vào hôm thứ Ba ngày 1 tháng 6 rằng họ sẽ treo cờ tự hào đồng tính trong suốt tháng 6. Theo truyền thống, tháng 6 được xem là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Các nhà vận động đồng tính đã tìm mọi cách để biến tháng này thành tháng tự hào đồng tính. Cử chỉ đầy thách thức này được xem là để chống lại một tuyên bố vào ngày 15 tháng 3 của Bộ Giáo lý Đức tin, theo đó giáo hội không thể chúc lành cho các kết hiệp đồng tính. Đức Hồng Y Luis Ladaria vạch rõ rằng sự chúc phúc cho các kết hiệp đồng tính không biểu đồ ý định giao phó những cá nhân như vậy cho sự bảo vệ và giúp đỡ của Thiên Chúa, theo nghĩa đã đề cập ở trên, nhưng là chấp nhận và khuyến khích một lựa chọn và một lối sống không thể được công nhận là xứng hợp một cách khách quan với các kế hoạch được mặc khải của Thiên Chúa. Đồng thời, giáo hội nhắc lại rằng chính Thiên Chúa không bao giờ ngừng chúc phúc cho mỗi người con lữ hành của Ngài trên thế giới này, bởi vì chúng ta quan trọng đối với Thiên Chúa hơn tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể phạm. Nhưng Ngài không và không thể ban phước cho bất kỳ tội lỗi nào. Vì thế, giáo hội không có và không thể có quyền chúc phúc cho sự kết hợp của những người cùng giới.